Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp phòng.com. Đợt này mình đã có một cái chuỗi video mà đánh giá về rất là nhiều cái dòng xe Giant, và tiếp theo đó là trong video này là một chiếc xe tiếp tục là chiếc xe Giant Escape R3. Xe này thì cũng khá là đẹp, bởi vì là mình đã may mắn là mua được cái lô này từ Nhật. Đấu giá cái lô xe đạp thể thao này từ Nhật là cực đẹp trong cái tháng 12 cuối năm này. Thì đây là một cái con mà mình đánh giá là cũng khá là đẹp. Về sơn là rất là nguyên bản. Giant Escape R3 được làm bằng khung aluminum đó. Hợp kim nhôm cao cấp. Size của khung ấy thì là 465mm, thuộc vào dòng size S Small. Thì khung này là size 46, 46, 47 thì nó sẽ phù hợp với những cái người có chiều cao, người đạp có chiều cao từ khoảng 1m65 cho 1m75 là đạp phù hợp. Xe được trang bị một cặp như đầu khung này, bao giờ cũng có logo của Gian được làm lõm xuống rất là tinh tế, và được có logo bằng nhôm sáng bóng. Xe thì được trang bị cặp vành cực đẹp. Cặp vành này thì rất thường thấy ở các cái xe Escape, và cặp vành này được làm bởi hãng Gian luôn. Production by Giant, được sản xuất bởi Gian. Và đũa 4 đũa 1 tạo ra dạng thưa, làm cho chiếc xe rất là cao cấp và rất là độc đáo trong khi mà di chuyển. Xe trang bị xăm lốp 700C Maxxis. Lỗ Maxxis. Maxxis.com. Thì cũng như các cái con Escape khác thì xe được trang bị bộ tay vặn chuyển số SRAM 3x8 tốc độ. Đây thì các bạn thấy là từ những cái đầu dây phanh này nó vẫn có cái logo Giant của hãng này. Rất là tinh tế. Ghi đông phố tăng bằng nhôm hoàn toàn. Nhôm trắng hoàn toàn, rất là đẹp. Cồn bát là FSA, một loại cồn bát cực kỳ là cao cấp, giúp cho cái độ bền của cái cồn bát này nó lên rất là cao. Dòng touring này thì vẫn được trang bị cái đùi đĩa là 3 tầng, và đằng sau là bộ chuyển động SRAM X3. SRAM X3 này thì cao cấp hơn SRAM 3.0 một chút, và đi cùng đó là với lip 8 tầng, lip thả 8 tầng của dòng SRAM. Đó. Các bạn lưu ý là nếu mà đã là bộ chuyển động SRAM thì phải đi với lip SRAM, chứ không nắp lip Shimano sang được. Đó là một điều chúng ta cần lưu ý. Nên là xe này thì nguyên bản 100%. Các bạn nhìn từ cái lip nó cũng có cái độ mà han qua cái quá trình sử dụng. Nên là mình để nguyên bản. Xe thì rất bon, chuyển số cực kỳ mượt mà. Chiếc xe này phù hợp với những người từ 1m65 cho 1m75. Khung nhôm cao cấp, trọng lượng xe nhẹ, giúp cho cái lực đạp của chúng ta không bị mất lực nhiều, và chiếc xe sẽ nhẹ nhàng và giúp bê vác và di chuyển nhẹ nhàng hơn. Giá của chiếc xe này vào tầm khoảng gần 6 triệu đồng. Chỉ gần 6 triệu đồng thôi. Nếu mà các bạn muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại dưới video. Các bạn nếu quan tâm đến xe đạp thể thao Nhật Bản thì ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu xe mới về. Và mình đã tắt hoàn toàn quảng cáo của YouTube ở trên kênh của mình, nên là các bạn sẽ không bị quảng cáo của YouTube làm phiền khi mà trải nghiệm video. Nên là mong các bạn hãy ấn like để ủng hộ mình với cái động lực làm những video mới. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.